Các em học sinh mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 6 sách kết nối tri thức bài 2 cách ghi số tự nhiên. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 6, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán lớp 6 sách kết nối bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Bài 2. Cách ghi số tự nhiên. Sau khi học xong bài này, các em sẽ nắm được khái niệm thuật ngữ, hệ thập phân, chữ số, số La Mã, chữ số La Mã. Các em nắm được kiến thức kỹ năng, nhận biết giá trị các chữ số của một số tự nhiên viết trong hệ thập phân, biểu diễn mỗi số tự nhiên thành tổng giá trị các chữ số của nó, đọc và viết số La Mã từ 1 đến 30. Các em biết là trong lịch sử loài người, số tự nhiên bắt nguồn từ nhu cầu đếm và có từ rất sớm. Nhưng trải qua nhiều thế kỷ, người ta mới có được cách ghi số tự nhiên như ngày nay, vừa dễ đọc, vừa sử dụng thuận tiện trong khoa học. Vậy cách ghi số tự nhiên đó như thế nào? Chúng ta cùng vào phần nội dung chính của bài. 1. Hệ thập phân. Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân. Trong hệ thập phân, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những chữ số lấy trong 10 chữ số từ 0 đến 9. Vị trí của các chữ số trong dãy gọi là hàng. Như vậy là các em chỉ cần nắm được là mọi số tự nhiên đều viết từ các chữ số từ 0 cho đến 9. Vị trí của các chữ số trong dãy gọi là hàng. Ta có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, vân vân. Cứ 10 đơn vị bằng một chục, 10 chục bằng 100, 10 trăm bằng 1.000. Chính vì vậy mà ta gọi là hệ thập phân. Chú ý, khi viết các số tự nhiên ta quy ước 1 với các số tự nhiên khác không, chữ số đầu tiên từ trái sang phải khác không. Thầy giáo ví dụ, để biểu diễn số có 3 chữ số thì ta dùng các chữ cái là ABC và có dấu gạch ngang ở trên đầu, biểu hiện đây là một số chứ không phải là chữ. Trong đó, A là chữ số hàng trăm, B là chữ số hàng chục và C là chữ số hàng đơn vị. Chữ số đầu tiên từ trái sang phải phải khác không, tức là A bắt buộc phải khác không. 2. Để dễ đọc, đối với các số có 4 chữ số trở lên, ta viết tách riêng từng lớp, mỗi lớp là một nhóm 3 chữ số. Kể từ phải sang trái. Kể từ phải sang trái, ta có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị. Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn. Hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu hợp thành lớp triệu. Hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ hợp thành lớp tỷ. Rồi chẳng hạn như là số này. Thì các em tính từ phải sang trái, ta có lớp đơn vị là 895, 895 thuộc lớp đơn vị, 362 thuộc lớp nghìn, 707 thuộc lớp triệu, 121 thuộc lớp tỷ. Rồi khi đọc thì các em đọc từ trái sang phải, 221 tỷ, 707 triệu, 263.598. Tiếp theo là các em sang phần câu hỏi. Chỉ dùng 3 chữ số
0, 1 và 2. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số. Mỗi chữ số chỉ viết một lần. Tức là các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Các em dùng 0, 1 và 2 để viết tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau. Tất cả các số tự nhiên có 3 chữ số thỏa mãn điều kiện của đề bài là: vì chữ số đầu tiên kem không được chọn là 0, như vậy kem chọn là 1. Nếu chọn chữ số đầu tiên là 1 thì chúng ta có số 102, 120. Nếu chọn chữ số đầu tiên là 2 thì ta có số 201, 210. Và tất nhiên chúng ta không thể chọn chữ số đầu tiên là 0. Giá trị các chữ số của một số tự nhiên. Phần hoạt động 1. Trong số 32.019 ta thấy chữ số 2 nằm ở hàng nghìn và có giá trị bằng 2 nhân 1.000 bằng 2.000. Hãy phát biểu theo mẫu câu đó đối với các chữ số còn lại. Rồi, chúng ta phát biểu đối với các chữ số còn lại. Trong số 32.019 thì chữ số 3 nó thuộc hàng chục nghìn. Chữ số 3 ở hàng chục nghìn. Như vậy nó có giá trị bằng 3 nhân 10.000 bằng 30.000. Chữ số 2 phát biểu rồi. Bây giờ đến chữ số 0. Chữ số 0 nằm ở hàng trăm và có giá trị bằng 0 nhân 100 bằng 0. Chữ số 1 nằm ở hàng chục và có giá trị bằng 1 nhân 10. 1 chục là 10, 1 nhân 10 bằng 10. Chữ số 9 nằm ở hàng đơn vị và có giá trị là 9 đơn vị. Phần hoạt động 2, viết 32.019 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Trước hết là giá trị của chữ số 3. Chữ số 3 nằm ở hàng chục nghìn, cho nên nó có giá trị là 3 nhân 10.000. Chữ số 2 nằm ở hàng nghìn, cho nên nó có giá trị là 2 nhân 1.000. Chữ số 0 nằm ở hàng trăm, cho nên nó có giá trị là 0 nhân 100. Chữ số 1 nằm ở hàng chục, cho nên nó có giá trị là 1 nhân 10. Chữ số 9 nằm ở hàng đơn vị, cho nên nó có giá trị là 9 đơn vị. Như vậy ta đã viết được số này thành tổng giá trị các chữ số của nó. Các chữ số mà chúng ta thường dùng được gọi là chữ số Ả Rập. Các chữ số từ 0 đến 9 chúng ta hay dùng được gọi là chữ số Ả Rập. Tuy nhiên người Ả Rập không sáng tạo ra chúng. Họ có công học cách viết đó của người Ấn Độ và truyền bá vào châu Âu. Mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị các chữ số của nó. Ví dụ 236, chữ số 2 ở hàng trăm, cho nên nó có giá trị là 2 nhân 100. Chữ số 3 ở hàng chục, cho nên nó có giá trị là 3 nhân 10. Chữ số 6 nằm ở hàng đơn vị, như vậy các em chỉ việc cộng với 6 đơn vị thôi. Mỗi số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị các chữ số của nó. Nếu ta có số AB, khi các em dùng chữ để ký hiệu cho chữ số thì chúng ta phải dùng dấu gạch ngang ở trên đầu thể hiện đây là số chứ không phải là chữ. Số này có chữ số A nằm ở hàng chục, cho nên nó có giá trị là A nhân 10. Chữ số B nằm ở hàng đơn vị, cho nên nó có giá trị là B. B nhân 1 bằng B. Và tất nhiên là chữ số đầu tiên tính từ trái sang phải là phải khác 0. A khác 0. Tương tự ta có số có 3 chữ số là ABC. Thì lúc này chữ số A nó nằm ở hàng trăm.
cho nên nó có giá trị là A nhân 100. Chữ số B nằm ở hàng chục, cho nên nó có giá trị là B nhân 10. Chữ số C nằm ở hàng đơn vị, như vậy nó chỉ có giá trị là C nhân 1 bằng C thôi. Và tất nhiên ở đây A phải khác 0. Tiếp theo là các em sang phần luyện tập. Viết số 34.604 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Chữ số 3 nằm ở hàng chục nghìn, cho nên nó có giá trị là 3 x 10.000. Chữ số 4 nằm ở hàng nghìn, cho nên nó có giá trị là 4 x 1.000. Chữ số 6 nằm ở hàng trăm, cho nên nó có giá trị là 6 x 100. Chữ số 0 nằm ở hàng chục, cho nên nó có giá trị là 0 x 10. Chữ số 4 nằm ở hàng đơn vị, cho nên nó có giá trị là 4 đơn vị. Tiếp theo kem sang phần vận dụng. Bác Hoa đi chợ, bác chỉ mang 3 loại tiền, loại có mệnh giá 1.000, tức là 1.000 đồng, loại 10.000 đồng và loại 100.000 đồng. Tổng số tiền bác phải trả là 492.000 đồng. Nếu mỗi loại tiền bác mang theo không quá 9 tờ, thì bác sẽ phải trả bao nhiêu tờ tiền mỗi loại mà người bán không phải trả lại tiền thừa? Trước hết là các em phân tích số 492 thành tổng giá trị các chữ số của nó. Chữ số 4 nó thuộc hàng trăm, cho nên nó có giá trị là 4 x 100. Chữ số 9 nó nằm ở hàng chục, cho nên nó có giá trị là 9 x 10. Chữ số 2 nó nằm ở hàng đơn vị, vì vậy nó có giá trị là 2 x 1. Như vậy để người bán không phải trả lại tiền thừa thì bác Hoa phải trả 4 tờ loại 100.000, 9 tờ loại 10.000 và 2 tờ loại 1.000. Tiếp theo là các em sang phần 2, số La Mã. Ngoài cách ghi số trong hệ thập phân, người ta còn có những cách ghi số khác. Cách ghi số La Mã xuất hiện trong nhiều công trình kiến trúc ở châu Âu hay trên mặt đồng hồ theo phong cách cổ điển. Trong nhiều văn bản và sách báo, số La Mã thường được dùng để đánh số thứ tự. Cách viết số La Mã. Rồi, để viết được số La Mã thì trước hết là các em phải nhớ được các chữ số La Mã cơ bản. Giống như chữ Y viết in này là số 1. Giống như chữ V viết in là số 5. Giống như chữ X viết in là số 10. Đây là các chữ số La Mã cơ bản. Từ các chữ số này, chúng ta có thể viết được các chữ số La Mã từ 1 đến 30 như sau. 1. 1 cộng 1 bằng 2. 1 cộng 1 cộng 1 bằng 3. Nhưng đến số 4 thì người ta không viết là 1 cộng 1 cộng 1 cộng 1 mà người ta viết là 5 trừ đi 1 bằng 4. 5 trừ 1 bằng 4. Viết bên trái là trừ, viết bên phải là cộng. 4 rồi đến 5. Viết bên phải là cộng. 5 cộng 1 bằng 6. 5 cộng 2 bằng 7. 5 cộng 3 bằng 8. Đến số 9 thì người ta viết thành 10 trừ đi 1 bằng 9. 9 rồi đến 10. Rồi tiếp theo, từ dãy số chúng ta có được ở hàng trên, nếu các em viết vào bên trái mỗi số chữ số 10 thì chúng ta lần lượt được số 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi từ dãy số này, nếu chúng ta viết thêm chữ số 10 vào bên trái của mỗi số thì chúng ta sẽ được là 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30. Nhận xét, mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị của các thành phần viết nên số đó. Thầy giáo ví dụ, số 24 bằng 10 cộng 10 và cộng với 4. Không có số La Mã nào biểu diễn số 0. Tiếp theo là các em sang phần câu hỏi. Câu E, viết các số 14 và 27 bằng số La Mã. 14 thì các em viết là 10 cộng 4 bằng 14. 27 các em viết là 20 cộng với 7. B, đọc các số La Mã. 10 cộng 6 bằng 16. 20 cộng 2 bằng 22. Tiếp theo là các em sang phần thử thách nhỏ. Sử dụng đúng 7 que tính, em xếp được những số La Mã nào? Trước hết là các em bấm tạm dừng video và các em thực hiện thử thách nha. Sau khi làm xong thì các em bấm tiếp tục video và theo dõi xem là mình làm đã hoàn thiện hay chưa, có chỗ nào cần phải bổ sung thêm không. Rồi các em cùng tham khảo. Sử dụng 7 que tính thì chúng ta có thể xếp được các số La Mã sau. 2 que này, 4 que này, 6 que này, 7 que. Ta xếp được số 18. Rồi tương tự chúng ta xếp được 23. Ta xếp được số 24. Ta xếp được số 26. Ta xếp được số 29. Ta xếp được số 31. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.